Cuộc họp nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo tình hình lập thẩm định và trình phê duyệt chủ trương đầu tư 53 dự án cấp thiết, dự kiến bố trí vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 đã diễn ra dưới sự chủ trì của ông Lê Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, trong số 53 dự án cấp thiết dự kiến bố trí vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, đến thời điểm này chỉ có 25 dự án kịp trình Hội đồng Nhân dân tỉnh trước ngày 25 tháng 5 năm 2023 để phê duyệt chủ trương đầu tư trong kỳ họp sắp tới. Nguyên nhân nhiều dự án cấp thiết chậm trình thẩm định và phê duyệt là do chưa phù hợp với quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất, quy mô đầu tư, suất đầu tư chưa phù hợp với tiêu chí, tiêu chuẩn của các bộ ngành trung ương nên phải điều chỉnh bổ sung nhiều lần. Bên cạnh đó, năng lực của một số đơn vị được giao lập báo cáo, đề xuất chủ trương đầu tư, cán bộ chuyên môn làm công tác đầu tư và đơn vị tư vấn còn hạn chế. Ông Lê Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, chỉ đạo các đơn vị khẩn trương hoàn thành việc lập trình thẩm định và trình phê duyệt các dự án cấp thiết được giao theo yêu cầu của Hội đồng Nhân dân tỉnh tại Nghị quyết số 80 năm 2022.